Rồi rồi rồi, được rồi. Mấy hai lấy cận diễn viên nha. Đèn kìa, đánh qua bên phải một chút, vô mặt diễn viên đó. Mọi người đợi xíu nha. Em coi gì mình chị đi. Alo, tôi nghe nè Bảo. Ê, bà đang rảnh không? Tôi hỏi cái này có coi. Đang bận muốn chết, đang trên trường quay nè. 5 phút thôi. Thì nói lẹ đi. Ê, tôi hỏi nè. Thứ nhất là bà làm đạo diễn đúng không? Bà cũng nắm bắt được tâm lý. Rồi bà cũng là con gái nữa. Ý là tôi bây giờ là sắp tới là có sinh nhật bạn gái của tôi. Tôi đang muốn làm một cái gì đó gây ấn tượng với bạn gái của tôi. Đại loại là như vậy á. Gây ấn tượng hả? Ừ. Trời ơi, đơn giản thôi. Ông ra shop đó, ông mua cho cái túi sách, hoặc là bộ váy hay là giày cao gót. Mà con gái thích nhất là mỹ phẩm, ông cứ mua mỹ phẩm cho tôi đi. Trời đất ơi, nói chuyện như bà thì tôi gọi bà tư vấn làm gì nữa. Ý tôi là, nói chung là không có phải đơn giản như vậy. Tôi muốn cái gì đó nó đặc biệt hơn một chút xíu nữa, hiểu không? Đặc biệt hơn hả? Ừ. À, vậy theo tôi á, thì ông lên Đà Lạt nha. Ông thuê một cái homestay rồi đó, rồi ông dẫn bạn gái ông đi chơi trên đó. Vậy là ok rồi, đơn giản. À, cái này á, thì được, nói chung là tụi tôi cũng có tính là kỳ này là sẽ tổ chức sinh nhật ở trên Đà Lạt cho nó, nói chung là nó lãng mạn rồi. Nhưng mà cái phần quà kìa, tôi tức bà thiệt luôn á. À, tôi nhớ ra rồi, hình như là bạn gái ông thích những cái món đồ bằng tre đúng không? Ừ, đúng rồi. Ủa, mà sao mà biết hay vậy? Ông này quên nữa, hôm bữa ông dẫn bạn gái đi họp lớp đó thì bạn gái ông có chia sẻ là thích những món quà bằng tre nên tôi mới nhớ thôi. Không giận bà này nhớ dai thiệt ha. Bây giờ ông làm cái món quà nào bằng tre ông tặng cho bạn gái ông, vậy là được rồi, có gì đâu. Rồi cái này là bà làm khó tôi luôn á, thì bây giờ tôi đâu có khéo tay đâu mà bây giờ bà kêu tôi làm cái này cái kia sao tôi làm được. Thì ông phải học thì mới làm được, nhưng mà ông phải tự tay làm nha, cái món quà đó nó mới ý nghĩa. À, ông hiểu không? Bà nói cũng có lý. Ừ. Nhưng mà tôi đang lăn tăn là tôi làm không được. Ê, nhưng mà bây giờ làm bằng tre thì làm gì giờ? À, ông làm ngôi nhà đi, nó ý nghĩa lắm. Làm ngôi nhà hả? Ừ, ngôi nhà bằng tre. Ngôi nhà bằng tre. À, là ý của bà là mình lấy mấy cái tâm tre mình làm thành cái ngôi nhà mô hình đó hả? Nó đó. Ông làm được không? Phải ông làm nha. Thì tôi biết, nhưng mà tôi chưa có làm bao giờ hết đây nè. Thì chưa làm thì ông làm nó mới ý nghĩa, mới đặc biệt chứ. Ê, chứ trước giờ ông làm rồi thì có ý nghĩa gì nữa đâu. Ê, nhưng mà tôi công nhận là gợi ý của bà hay thiệt á. Ừ. Tại vì bây giờ là bữa đó tôi sẽ tổ chức một cái không gian sinh nhật ở trên Đà Lạt cho lãng mạn. Xong rồi cái tôi đem cái ngôi nhà bằng mô hình này ra tôi tặng. Giống như là mình thể hiện cái ý nghĩa của mình, là mình nói là mình muốn tiến tới hôn nhân với em. Tôi muốn xây dựng một cái mái ấm hạnh phúc của hai đứa mình, giống như một cái căn nhà như vậy, được không? Thì ý của tôi là vậy đó. À, nhưng mà tôi sợ nói vậy nó có sến xú quá không bà? Sến cái gì mà sến? Nó ý nghĩa cho sến cái gì? Bạn gái ông thích bằng tre thì ông làm ngôi nhà bằng tre tượng trưng cho hạnh phúc của hai người, quá hợp lý luôn. Ừ, cũng được ha. Ừ. À, nhưng mà tôi nói thiệt luôn nha. Tôi không biết làm, mà bây giờ tôi cũng không biết ở đâu học làm, học cái này khó không? Thì không biết làm thì ông phải học chứ, hỏi đâu nữa. Nhưng mà học ở đâu bây giờ? Bây giờ nha, ở trên TV có một chương trình thực tế rất là hay luôn, chỉ dạy cho ông làm từng ly từng tí, ông khỏi phải lo. Ồ, có luôn hả? Sao chương có? Trình gì ạ? Nói tôi mở liền coi coi. Là chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia. Quý vị khán giả thân mến, tre được sử dụng để làm tâm tre, dùng để xỉa răng. Nhưng mà với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách sử dụng khác của tâm tre. Chúng ta có thể làm nên những ngôi nhà bằng tâm tre thật là sinh động. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu thực hiện quý vị nhé. Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu về mình cho khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia được biết thêm hay không ạ? Dạ, lần đầu tiên cho phép em Phúc Hậu xin được gửi đến lời chào chị Thùy Linh cũng như toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ. Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với cái nghệ thuật làm tâm tre này? À, dạ là lúc mà em còn đi học cấp 3 thì ngày hè mình rảnh á, cái em đi chơi ở xóm vậy nè, nên là vô tình thấy những cái ngôi nhà làm bằng tre ngày xưa á, nên em thích thì mình lại thấy cái tâm tre nó cũng dễ tìm, nên là em quyết định tự mày mò sáng tạo và làm nên nhà tức bằng là tâm bạn tre. Nhìn thấy những cái ngôi nhà thật
Dạ, bàn đúng. Tre là cái, dạ, cái mô hình lớn luôn đúng không? Dạ. Xong rồi từ đó mình mới lấy cái ý tưởng về để mình làm thành cái mô hình nhỏ hơn. Dạ, để đúng mình rồi. Trang trí. Vậy thì bạn đã đến với cái môn nghệ thuật này bao lâu rồi? Em đã tham gia được 2 năm. Trong 2 năm đó thì có khi nào mình nghĩ là với cái công việc hiện tại của mình đó thì mình sẽ kinh doanh hay là mình sẽ phát triển cái việc là mô hình tâm tre không? À, dạ chưa đâu. À, em đang thích làm để làm quà thôi chứ chưa nghĩ tới là kinh doanh. Ngoại trừ cái ý tưởng là bạn lấy những cái ngôi nhà thật bằng ở bên ngoài á để mình làm thì bạn có xem tham khảo thêm ở những nguồn tài liệu khác không? Dạ có chứ. Em xem ở trên YouTube nè. Dạ, trong những cái sách cũng có. Dạ, rồi mình trao dồi thêm để mình làm nhiều cái tác phẩm nó khác nhau hơn. Có những khó khăn gì khi mà bạn bắt đầu cái công việc này không? Dạ có chứ. Là bỏ ra thời gian rất là lâu. Dạ, rất là lâu để làm được một cái sản phẩm. Rồi nhiều khi keo, cái mùi keo á, lúc đầu mình cũng đâu có thích nghi được. Nên là nó cũng hơi khó chịu, nhưng mà làm dần dần thì nó cũng quen. Thường thì khi để tạo ra được một sản phẩm thì bạn mất khoảng bao nhiêu lâu? Nếu như mà mô hình nhỏ, mô hình nhà nhỏ thì em mất khoảng 6 tiếng. Wow. Dạ. Tại vì những cái li ti, cái chi tiết, tiểu tiết nhỏ nên là mình lâu lắm. Thì Linh thắc mắc là với những cái mô hình như vậy á, thì mình chỉ để trang trí ở trong nhà thôi hay là mình có thể đưa ra ngoài trời được? Ví dụ như là mình để ở trong vườn hay là mình để ở những cái bàn uống trà hay là cà phê ở ngoài trời có được không? À, dạ em cũng thử rồi. À, em để trong nhà thì bảo quản được lâu hơn. Còn khi mà mình đem ra ngoài trời đó là cái thời tiết nó không cho phép. Tại vì tâm nó cũng dễ bị mốc với keo á, keo nó cũng không có chịu được cái độ ẩm. Mình có thể sử dụng một cái biện pháp nào đó để mình gia cố, ví dụ như là mình xịt chống ẩm hay là chống nước lên được không? Dạ, xịt bóng. Xịt bóng được nhưng mà cũng không để được lâu. Dạ, nó cũng không chịu được nắng. Vậy thì cái nguyên liệu để mà làm nên một cái mô hình như vậy á, thì có dễ tìm hay không hậu? Dạ, dễ tìm. Mình cứ đến những cái cửa hàng bán đồ handmade đó chị. Rồi mình mua hoặc trong nhà sách cũng có. Vậy thì nhờ hậu hướng dẫn cho các bạn khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Thời Gia thực hiện một cái mẫu nhà thật là đơn giản được không? Dạ được chứ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi thực hiện mẫu nhà bằng tâm tre này nhé. Và xin mời em hãy giới thiệu cho quý vị khán giả biết là những nguyên liệu chúng ta cần dùng trong ngày hôm nay là gì? Dạ, những nguyên liệu mình cần dùng trong mô hình tâm tre là gồm có tâm lớn, tâm nhỏ, que kem nhỏ và que kem lớn. Tất cả những cái nguyên vật liệu này mình sẽ mua ở đâu ha Hồng? Dạ, mình mua ở cửa hàng handmade các chị, bán đồ handmade. Dạ. À, và mình trang trí thêm là có hoa, cỏ xanh. Còn dụng cụ là mình có thước để đo kích thước, viết để đánh dấu, kéo để cắt cái tâm nhỏ. Cái kìm thì để cắt que hoặc là tâm lớn. Còn dụng cụ thì có hai cây nhíp như thế này, và chai keo và cây dụng cụ bắn keo. Dạ rồi, vậy là đã đủ rồi đúng không? Là dạ, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vào thực hiện cái mô hình bằng tâm tre này rồi. Dạ. Em sẽ làm cái nền trước. Thì mình sẽ dùng hai, tùy theo mình làm cái khuôn viên mình muốn cái mô hình mình to hay nhỏ. Thì mình chắp nối những cái que lại với nhau như thế này. Tức là bây giờ là mình sẽ làm cái phần đế của cái mô hình trước. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, mình làm cái phần đế trước. Thì mình cần phải có ở dưới cái đế đỡ trước. Chị có thể giúp em cái giai đoạn cái khâu này được không? Dạ. Em sẽ làm cái vườn hoa. Thì mình dùng ba cái que nhỏ như thế này. Một que là mình sẽ cắt đi một chút xíu, mình canh cho cái độ cao nó bằng với cái độ cao của cái que đứng.
xong cái này. Rồi bây giờ mình sẽ làm hàng rào. Hàng rào là mình sẽ dán vào đây luôn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cái này mình sẽ làm cái điểm tựa của cái hàng rào. À. Mình sẽ đo vào đây tùy theo mình muốn làm cao hay làm thấp thì nó phù hợp với cái căn nhà của mình, cái công viên của mình. Thì ở đây em làm cái chiều cao cái này khoảng là 4 cm. Ừ. Dạ. À, nhưng mà cái này em sẽ làm so le chứ em sẽ không có làm nó bằng nhau thì thấy cái hàng rào nó sẽ không có đẹp. À. Cái thấp hơn thì em có thể làm 3 hoặc là 2.5 cũng được. Khi mà mình sử dụng cái dụng cụ chuyên dụng của nó, cái kéo, cây kềm cắt thì mình sẽ cắt dễ hơn là cái cây kéo này. Nếu mà ai mà không cẩn thận thì nó sẽ bị gãy. Sau đó mình sẽ chích keo vào ở đầu que. Xong mình dán lên. Dán cao thấp là tùy mình. Cái bình hoa này mình cũng sẽ đặt lên một góc. Mình sẽ đặt một góc nhà. À. Hoặc là ở cái góc vuông của cái sân của mình đó chị. Rồi khi mà mình làm được xong cái này thì em sẽ thêm em sẽ lấy cái này để em tạo kiểu cho nó thêm một cái đường sọc nữa của cái hàng rào. Dạ đúng rồi. Thế là mình xong một cái hàng rào. Rồi bây giờ là em sẽ làm cái khung của cái nhà. Mình sẽ lấy 4 cái que kem dài. Mình sẽ làm cái đế của cái nhà. Nhưng mà nếu như mà mình muốn làm cái nhà nhỏ hơn thì mình sẽ cắt 4 cái que kem này ngắn lại. Dạ đúng rồi. Ở ngoài cửa hàng bán đồ handmade á, nó sẽ bán nhiều kích cỡ que kem khác nhau. Thì mình sẽ lựa trên cái kích thước mà mình muốn đúng không? Dạ. Chị tưởng là ở ngoài có bán có 2 cái kích thước này thôi chứ. Có loại que kem bự nữa. Rồi bây giờ em sẽ lấy 4 cái cây để em làm 4 cái cột, 4 cái cột ở nhà. Cái này thì theo kích thước thì nó cũng không có cái khung kích thước thích cái chiều cao của cái nhà như thế nào thì mình làm như thế đó thôi. Tức là nếu mà mình muốn làm nhà cao tầng thì mình để cao đúng không? Còn mình muốn làm nhà thấp tầng thì mình cắt thấp lại. Dạ đúng rồi, với mình muốn cái nhà nó nhỏ hay nó to là tùy theo mình nữa. Ở đây thì em lấy khoảng 12 cm. Chị Linh làm cái nền nhà xong chưa? Chị làm xong rồi mà bây giờ chị còn làm thêm được mấy cái chậu hoa cho em nữa. Trời dễ thương quá trời luôn. Bây giờ chị Linh làm cho em cái này đi. Đây nè, bây giờ chị bắn keo dọc giống như cái này nè. Rồi cái mình để cỏ lên. Dạ. Làm hết cái đường viền này thôi đúng không? Dạ. We'll be right back.
bây giờ em sẽ để vào khung trước, rồi một hồi mình sẽ trang trí nhà thêm. Rồi chắc là bây giờ xài đến những cái chậu hoa này rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Wow, vậy là bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong được cái mô hình ngôi nhà làm bằng tăm tre rồi đúng không em? Cảm ơn Hậu đã dành thời gian đến tham gia với chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia và chia sẻ cho quý vị khán giả của chương trình được biết thêm một cái cách mới để có thể trang trí cho ngôi nhà của chúng ta. Và hy vọng rằng trong thời gian tới em sẽ có thêm thật là nhiều những cái ý tưởng khác để có thể chia sẻ với khán giả của Tuyệt Đỉnh Tề Gia và mong rằng sẽ được sớm gặp lại em. Em cảm ơn chị Linh, em cảm ơn chương trình đã mời em tới đây để chia sẻ một số bí quyết về cách làm mô hình bằng tăm tre để gửi đến tất cả quý vị khán giả. Em cảm ơn chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia. Với những hướng dẫn vừa rồi thì chúng tôi tin chắc rằng các bạn đã có cho mình những bí quyết để có thể làm nên được một mô hình bằng tăm tre thật là đơn giản để có thể trang trí cho ngôi nhà của chúng ta rồi đúng không ạ? Chúc các bạn thật là thành công với mô hình này. Và với mỗi tập phát sóng của chương trình thì chúng tôi sẽ bật mí một bí quyết, một món ăn ngon hay là một mẹo vặt thật là thú vị xung quanh cuộc sống. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia, đó là vào lúc 15:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và xem lại trên YouTube cũng như là fanpage của chương trình Tuyệt Đỉnh Tề Gia. Còn bây giờ thì Linh xin chào và hẹn gặp lại.